Khi thảo luận xong thì lớp con một nửa Nhưng mà không sao đó. Mình hài lòng với những gì mình đang có Và mình không ép buộc ai hết ha? À, Phải hạnh phúc Với những cái nơi mình đang đến Những việc mình đang làm Đó là điều quan trọng nhất ha? Có bạn nào đó giúp cô Lão cái bàn được không à, Cái thứ hai là giờ mình thảo luận Câu hỏi là trong thực tế thường em có những câu hỏi gì liên quan đến điều trị liên quan đến thực hành à, và tụi em thảo luận với nhau mình có đến tận uh, 3 phút để thảo luận xem tất cả các câu hỏi xưa nay em đã từng hỏi thì nó là câu hỏi gì và sau lát nữa mình sẽ gom lại để em xem là tất cả những câu hỏi đã thực từ trung lại đôi khi nó chỉ vài loài câu hỏi thôi và mỗi loài câu hỏi như vậy thì nó có chiến lược tìm kiếm rất đặc thù như vậy mình chỉ cần học các cái, um, kỹ năng cơ bản là được Hay. rồi 5 phút chưa thảo luận thoải mái càng to càng tốt lấy giấy bút đồ ra gật tất cả các câu hỏi xưa nay mà mình đã từng hỏi liên quan đến điều trị đến thực hành y khoa thường câu hỏi của nó là những cái từ từ khóa để hỏi gì là nói ra tất cả những gì ở trong đầu á trong trong nào của mình á nó cần đào ở trong á và mình nói mình cần phải biết nó đúng hay sai á ra cả cái ý tưởng là được đấy rồi mời ạ thưa cô là ví dụ như cùng một cái biệt dược thì cái hãng nào cái brand nào là nó sẽ có cái uy tín hoặc là cái biệt dược của cái hãng nào uy tín và cái tiêu chí gì để mình đánh giá cái đó ý là cái ví dụ như cùng một cái biệt dược mà có nhiều cái hãng cùng ra thì em muốn hỏi là cách nào để mình đánh giá được là cái hãng đó nó làm tốt thuốc cái hãng hãng nào tốt hơn và cái tiêu chí là cái gì theo cô là liều dùng với cách cách dùng bao ừ. gì nữa tác dụng gì tác dụng phụ dạ là đối tượng dùng ég hef ekki ég hef ekki ég hef ekki ég hef ekki giá thành nữa em chị bạn khác không mày á thành tao mày á đó <laughs> rồi gì nữa gì nữa gì nữa ta đừng dùng thời điểm dùng thuốc à, thời điểm dùng thuốc

thấy chưa mình bạn ở nhà cũng đang nghe giảng Rồi chứng tỏ là có biết là mình không biết nên là như vậy cái thời điểm uống thuộc này cô nhắc lại á, các cái bạn ở online là có muốn cô nhắc lại từ đâu không <laughs> à... xin chào các bạn online <laughs> cả hồi trường offline với cô gửi lời chào các bạn ấy và xin lỗi là sáng nay cô chưa cô chưa ý thức rằng là là các em cũng đang đang phải học online nữa hả? À, nên là giờ giờ cô sẽ nhắc lại một xí Như vậy trong cái cách dùng này á thì bà này nói về thời điểm dùng thuốc. Hả? Và thời điểm dùng thuốc thì không những mình kê là sáng, trưa, chiều, tối và thậm chí mình phải kê luôn là cái thuốc đó có phải uống trước ăn hay sau ăn hay không? Trước ăn thì trước ăn bao nhiêu phút? Ví dụ như PPI, chẹn beta, ức chế bơm proton phải uống 30 phút trước ăn à, uh, glycolazid cái dạng chế phẩm mà giải phóng nhân phải uống 30 phút trước ăn ví dụ vậy so với bữa ăn và so với thuộc khác điều có hai thuộc nào nó uống cùng một lúc thì nó tương tác và mình không nên uống cùng một lúc mình phải nói là bạn uống thuộc A này xong và thuộc B bạn phải uống cách ít chất hai tiếng ha, ví dụ quinolone mà uống với sắt ừ. quinolone là kháng sinh đường uống rất là thông dụng sắt bệnh nhân cũng rất là hay uống sắt để bổ máu ừ. bác cháu kế cho bạn thêm cái thuộc bổ sắt bổ máu này, này rất là tốt cho máu rồi kê luôn cái quinolone mà hai thuộc đó uống chung với nhau nó tạo phức với nhau và đến khi vào trong dài dài á 70% là không hấp thụ được vậy thì phải cách nhau ít nhất hai tiếng Hả? thì có thuốc thì uống buổi trưa thuốc kia mình cho uống buổi 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 tối chẳng hạn rồi con đặc điểm gì nữa uống thuốc xong rồi bây giờ mình mua một vị 30 viên mình uống ngay nên mình uống một viên thôi thì con 29 viên về thông tin gì liên quan à? Bảo quản, chính xác. Ờ, 5, 6, 7, 8. Bảo quản. Bảo quản thuộc như thế nào? Ví dụ như những cái thuốc mà xịt hén, á, COPD. Á. Những thuốc đó trong bảo quản họ bảo là gì ạ? À? các anh chị không nên bỏ những cái bình xịt hand COPD vào trong cốp xe máy. Vì sao ạ? À? Nó, no. bởi vì các đó là các cái khí được áp lực lại ở trong các cái dụng cụ như vậy, bỏ trong cốp xe máy gần cái bộ phận kích điện nó trong ha. Rất là nguy hiểm. Hoặc là để gần bếp nhiệt, nhiệt độ cao, rất là dễ cháy nổ. Hoặc một số thuốc Ví dụ bút tiêm insulin bảo quản ở nhiệt độ bao nhiêu? Nhiệt độ phong khi nào? Và bỏ tủ lần khi nào? Đó, những câu hỏi như vậy rất là hay đúng không? Ngoài bút, một ngoài bút như vậy 300 đến 600 nghìn Nếu bảo quản không đúng Chất lượng không còn Chi tiết thì cô sẽ không nói Nhưng mà bút tiêm insulin Đang dùng thì bỏ nhiệt độ phong Giữa 25 độ tùy ngồi, hả còn để lâu không dùng thì bỏ vào ngăn mát tủ lạnh chứ không phải ngăn đá ngăn mát là ngăn ở dưới á nhưng mà bắt bỏ lên ngăn đá luôn ấy con khi nào dùng trà đông là là chiều luôn nè hả đạo quả rồi chi nữa không con 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 cái số 5, số 6 này này lúc này có có nguồn thông tin thuốc ấy chi này khi mình dùng nhiều đơn thuốc trong thuốc trong một đơn, có nhiều thuốc, khám nhiều bệnh, khám nhiều bác sĩ, nhiều thuốc thì giải ra vấn đề gì à Tương tác thuốc, Đấy. ADR, 6-ADR là tương tác thuốc. Cặp này là cặp an toàn. Hả? Tiếp ạ, à. khi mình dùng một thuốc, mình muốn cho nó an toàn và hiệu quả, thì thường uống thuốc xong mình làm thêm cái động tác gì nữa? Thỉnh thoảng tại khả mình làm thêm cái này cái kia nữa Theo dõi hả? Và theo dõi này có lấm sàng hoặc cần lấm sàng Và theo dõi này thường hai mục tiêu là Theo dõi gì và gì Đúng rồi Giờ đúng rồi đó Giờ bắt đầu biết là mình biết rồi đó hả? An toàn và hiệu quả Tất nhiên kinh tế cũng được Xem tuổi tiền bệnh nhân của con khả năng chi trả hay không Hả? Nhưng mà an toàn là thuộc này dùng vô Em còn chưa thuộc đó em kê là nó độc thần mà độc thành không phải là uống hôm nay cái là tối nó độc thần nó là bệnh nhân mất tiểu mất uh, không đi tiểu được mà độc thành đôi khi nó tích lũy phải đủ cả tháng hai tháng ba tháng nó mới độc thần vậy em có nhớ hai tháng sau làm một cái xét nghiệm chức năng thần cho bệnh nhân không Ê. như vậy theo dõi lấm sang và cần lấm sang để bảo đảm thuốc nó an toàn Thuốc nó hiệu quả Ví dụ Tại thảo đường Thì 3 tháng là mình phải chỉ định Một cái xét nghiệm gì ạ à? Xét nghiệm gì ừ, Hạt ba 1 c Chứ phải cứ 3 tháng Mình phải theo dõi Cái cần lâm sàng là hạt ba 1 c Để xem có tăng liều Giảm liều Thêm thuốc Bớt thuốc hay không Về an toàn Ví dụ Em kê thuộc uh, Sạc tan Hoặc là ức chế men chuyển Tình kỳ em phải làm xét nghiệm gì kali đúng rồi bởi vì thuộc là dự kali mà kali chỉ cần vượt 4.5 cái là ngưng tim rất là đơn giản bệnh nhân mà về ăn chuối thường xuyên nữa mê chuối nữa thì càng nguy cơ Đấy, bởi vì chuối kali nó rất là nhiều ở trong chuối chẳng hạn rồi gần như hết như vậy dù câu hỏi của em liên quan đến bệnh gì thuốc gì thì từ trung nó cũng chỉ liên quan đến các cái chủ đề như vậy thôi. Vậy ẩn với mỗi chủ đề sẽ có các cơ sở dữ liệu, các cái nguồn thông tin tương ứng để tra cứu. Giờ mình đi thực hành và mình thử nháp một số cái câu hỏi và chỉ cần mình làm được một lần thì mình sẽ làm được cho tất cả các lần khác, cho tất cả các thuốc khác. Giờ lượt, giờ mình có thử lựa chọn thuốc thì mình nên thử tụi em có 2 phút để thảo luận xem là với câu hỏi lựa chọn thuốc tụi em thường tìm những nguồn nào để trả lời câu hỏi đó hai phút để thảo luận đầu tiên là muốn trả lời câu hỏi lựa chọn thuốc nhà sản xuất hàm lượng đối tượng chỉ định trọng chỉ định đó thì nguồn nào chiến lược gọi là chứ mình làm là chiến lược tìm kiếm là thế nào trong chiến lược tìm kiếm á, thì mình sẽ có là nguồn nào thì hồi bài bài đầu tiên mình có nói một số nguồn rồi đó nguồn nào cấp 1, cấp 2, cấp 3. rồi trong hạo luận hả giờ là ôn được này hai phút ổn oh, bắt đầu rồi câu đầu tiên ạ à. nếu như mình muốn lựa chọn thuốc mình chẩn đoán bệnh nhân suy tim rồi đó giờ mình muốn bệnh nhân suy tim đó nên dùng thuốc gì thì thương em đọc nguồn nào anh xung phong không sau sao đi mình trả lời được thì được mà không thì cô sở hỗ trợ hay chẳng có gì cả cái này gọi là chia sẻ thôi cái chiến lược của tụi em và nếu như tụi em có hơi nữa thì cô sẽ góp ý điều chỉnh để mình có một cái chiến lược tốt mà nếu như tụi em có tốt rồi thì cô cũng biết là em cũng đã có năng lực rồi Nên là không có gì cả cái này trao đổi thôi ha và cô cho tụi em ngồi luôn mà như vậy là mình là đồng nghiệp mình trao đổi với nhau ha rồi cô mời bàn này rồi là tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc đó sau đó là các uh, uh, các thông tin mà đã học trong uh, các bài giảng mà thầy cô đã update. Dạ. Uh, dạ. Yeah. Yeah. Các, uh, các 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 thông tin từ các trang web như PubMed mà cô vừa giới thiệu. Ừ, các web, cùng là một nguồn nên như vậy bản đầu tiên là tờ về sử dụng thuốc các cái nguồn cơ bản như là sách giáo trình bài giảng và thêm các cái nguồn chuyên sâu ở đây như là pubmed yeah. rồi chất lượng của bạn là như vậy còn như thế nào yeah. các bạn ở trong ban quá bổ sung hoặc là thay đổi tổng ý thêm cho cái chất lượng nó không phù hợp nào không không là rất là đoàn kết rồi cả. cho bà này một trăm vô tay à giờ bà rồi Hả? giờ mình cùng phân tích xem là cái chiến lược đó như thế nào này như vậy bà ấy tìm tờ hưởng dẫn sử dụng thuốc Ôi trời. tờ hưởng dẫn sử dụng thuốc bà ấy tìm giáo trình bài giảng và bà ấy tìm trên pubmed Ví dụ như bài bài yêu cầu đặt ra là bệnh nhân này là một bệnh nhân nữ suy tim à, cấp độ 3 à, hiện nay đang khó thở phù gì đó hả? một cái bệnh nhân như vậy và giờ mình muốn là điều trị suy tim cho bệnh nhân này chọn thuốc gì hả? chế độ điều trị là gì để nó an toàn hiệu quả và kinh tế giờ yeah tim tơ hướng dẫn sử dụng thuốc Vậy muốn tim tơ, em tìm tơ nào? Tơ của thuốc nào? Thì có phải là em sẽ đi tư trách sách giáo trên không? Em xem trách giáo trên có những nhóm thuốc nào đã được liệt kê thầy cô đã nói điều trị suy tim. Trong mỗi nhóm có rất nhiều hoạt chất. Đúng không? Và chèn beta chỉ là một nhóm thôi. Rồi trong chèn beta rất là nhiều nhóm. Ở trong à, trong suy tim có rất nhiều nhóm thuốc trong một nhóm chèn beta lại có rất nhiều hoạt chất một hoạt chất thì lại có hàng chục biệt dược và nhà sản xuất sản xuất ra bởi vì một tờ như vậy là chỉ ứng với một chế phẩm do một nhà sản xuất vậy em sẽ đọc bao nhiêu tờ Đấy Không? như vậy cái này thường là nằm đi đi từ cấp 3 à, cấp uh, cấp 3 Đúng rồi đó Là mình thường mình sẽ đi những cái cái mà gần gũi với mình Như vậy những cái cơ bản, basic, nền tảng Và thường nó là cấp 3 Và cấp 3 tụi em coi là slide ạ à? Lật lại nếu như có Đó là cấp 3 thì mình có gì ạ à? Set Gì nữa ạ Hướng dẫn chính xác Và bạn này dùng sách là đúng rồi Sách dầu trên là nằm ở chỗ sách và dầu trên rồi đấy ba hướng dẫn ha, nó có hai loại và ở đây ba ấy thiếu cái từ hướng dẫn Hay. như vậy mình đã phải tìm là hướng dẫn suy tim của bộ y tế cập nhật nhất hướng dẫn suy tim của nice hướng dẫn suy tim của Ố, hướng dẫn suy tim của hồi tim mật học việt nam Hay. như vậy sách thì ok ha tụi em sách thì có thể là sách dấu trình sách chuyên khoa chuyên môn chuyên sâu về tim mật ha. và đi từ sách sau đó đi từ hướng dẫn và nhớ là hướng dẫn update và của các hiệp hội uy tín về cái bệnh đó. Từ hai cái này á thì mình mới định hướng là chọn thuốc gì. Vì trong hướng dẫn thì nó sẽ nói first line là gì, second line là gì. Và ví dụ như first line nó nói beta là hạn thì trong chèn beta trong cái gai lai đó bao nhiêu hoạt chất của chèn beta có chỉ định thì bắt đầu mình khu trụ lại là Hoạt chất nào Và ví dụ như họ muốn bisoprolol Là họ nói là ui giời ưu điểm, rất là nhiều ưu điểm Thì từ hoạt chất này Lúc này em mới đi tìm tờ hưởng dẫn sử dụng thuốc Đấy. Và nhớ Tờ hưởng dẫn sử dụng thuốc là tờ Được viết ra bởi nhà sản xuất Đấy. Có chữa hoạt chất này nên trước khi đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc á, Em mới đọc cái gì trước Nói tụi em có bao nhiêu đọc chưa Tức là thông tin chung về thuộc đó là Rất là phô mồ, chỉnh thống, mang tính pháp lý Nhưng mà khoan đà khoan chạy tới nhà sản xuất đã Nhà sản xuất thì ví dụ như trà sữa mà Totoco thì nó viết khác Long Châu nó viết khác Nhưng mà cái thuốc chúng á, tin cầy khoa học có tính pháp lý thì quyển gì ạ? À? Để tra cứu về thuốc. Dược gì? Nghe chị dược đúng rồi đó. Dược gì ạ? À? Ồ, không có cũng biết luôn hả? Dược dược gì? Có nghe tự dược điện. Đúng một nửa, đúng 50%. Nó đúng tự dược đúng rồi chính xác cho bà này một trang vào tay ạ à. dược thứ quốc gia gọi google xem là hình hai của nó thế nào rồi tụi em gọi lên qua mạng đây dược thứ quốc gia việt nam mình kê đơn mà mình không có dược thư thì có hơi phiêu rồi nghe Rồi thầy hình hai cuốn sách chưa? Nếu không thấy thì mình cho qua hình ảnh á để ý chất thấy cái bia của nó màu nó thế nào, hình hài nó ra sao. Đó, ôi chào ơi, đã bao giờ nào gặp bà này chưa? bố nó chỗ hình ảnh á. Coi cái hình ảnh cái quyền nó 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 trắng đen, nó bao nhiêu trang, nó ai viết trong nữa, mục lục nó gồm có cái gì. Thế? Thì về điều trị bệnh thì có hướng dẫn về bệnh, nhưng mà về thuốc, em muốn trao một thuốc từ A đến Z nó như thế nào? Tính khoa học của thỏ ra sao và có tính pháp lý. Bởi vì em thấy trên tiêu đề của cuốn sách nó ghi chữ chi ạ? À? Bồi tệ. Chứ đâu phải sách nào cũng được ghi chữ bồi tệ đâu. Như vậy, sách mà dược thứ là có tính pháp lý cao. Như vậy, thường thường mình sẽ đi tứ cấp 1 là sách và hướng dẫn điều trị. Sau đó chiến lược của mình thường là bắt đầu từ xét và hướng dẫn điều trị mình mới biết được hoạt chất tên hoạt chất mình cần tra cứu ví dụ như bizo cô không hề quảng cáo cho hàng này ấy. hoạt chất này ấy, cô chỉ lấy để minh hòa thôi hả không hề có conflict of interest ví dụ như mình chọn được hoạt chất là mình muốn tra cứu bisoprolol là hoạt chất trước thì từ hoạt chất mình nên tra bằng tiếp vận cấp 1 nhưng mà dược thư dược thư Việt Nam hoặc cả cái loài dược thư của nước khác ví dụ như tụi em biết dược thư anh tên là gì không nếu biết mình thử từ tìm ví dụ gọi Google coi là dược thư anh là cái từ gì và trong slide của cô, cô nhớ hình như cũng có luôn để cô chi tìm lại rồi. Phần 1. Đây. À, lát này cô chịu slide lái để cô thấy cho cô, 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 cô sâu lên. Hả? Nhưng mà dược thư anh. Uh, formula. National Formula UK. Hả? A British British formula, formula là dược thư. Mỗi nước sẽ có một cuốn sách viết tất cả các hoạt chất về thuốc điều trị tài nước đó và có tính pháp lý. Và trong đó đầy đủ từ A đến Z tất cả các thông tin liên quan đến thuốc nó có hết. Và tất cả những cái gì ghi trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc không được sai lệch khác biệt so với dược thư. Tôi hướng dẫn thuốc chỉ có thể ghi thêm cho được chi tiết cho nó cả thể hóa Hả? nhưng mà cái gốc nó nằm ở dược thư Hả? rồi khi mà trong có dược thư rồi thì lúc đó em mới bắt đầu tra tiếp là em muốn chọn cái biệt dược gì hạng nào và tùy ví dụ như em điều trị tại bệnh viện nào thì cái danh mục thuốc tại bệnh viện đó họ nhập về chỉ có chừng là thuốc thôi ví dụ Bizoprolon bệnh viện Nguyễn Tri Phương hiện nay chỉ nhập một hàng của nước ngoài, hai hàng của Việt Nam và chỉ xuất hiện trong cái phần mềm kê đơn của em chỉ có ba sản phẩm thôi. Thì em chỉ có việc kê chọn một trong ba sản phẩm thôi, thì em đâu có quyền chọn những cái khác đâu. Nhưng Như vậy lúc đó thì em mới có tên của cái chế phẩm đó và lúc đó em mới tra tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Như vậy thường là đây là bước 1. Thường thôi, đây là chiến lược thường, thông thường con cô không áp đặt, đây là là chiến lược duy nhất và thường kinh nghiệm thôi. Từ 1 nó ra hoạt chất, nó tới dược thư. Sau đó đi sâu vào tơ hướng dẫn sử dụng thuốc. Giờ câu hỏi tiếp theo á. Đã vào tơ rồi thì hầu như tất cả câu hỏi liên quan đến liều dùng cách dùng ADR đều có trong tờ hết mấy cái này đông gai lai like đôi khi không có đâu nha gai lai like chỉ nói về lựa chọn thuốc thôi ai first line ai second line là chủ yếu nhưng mà tất cả cái chi tiết về dùng thuốc thì đôi khi nó nằm trong tờ giờ câu hỏi câu rất là than chốt này nguồn nào để tra tờ hướng dẫn sử dụng thuốc làm sao em tiếp cận được cái tờ đó rồi tụi em có hai phút để thảo luận xem là hiện nay em muốn đọc một cái tờ hướng dẫn sử dụng thuốc em làm sao em tiếp cận được cái tờ đó có những cách nào rồi hai phút Anh thử gõ chậm vn coi. Ngân hàng, nếu phải ngân hàng tiền mà ngân hàng drug drugbank ha. Chấm .vn. Rồi nó ra cái gì này ạ? Cái này tôi sờ lái có đâu. bà nào có ở đây thì biết thôi à. Chấm .vn đúng không? Có nhiều thứ sơ lái hẳn có ha. Rồi, giờ gọ Prolon vào. Đây là cơ sở dữ liệu chính thống của Bộ Y tế ấp nguyên tắc là ấp toàn bộ các cái tờ hướng dẫn sử dụng thuốc lưu hành tại thị trường Việt Nam. Oh. Giờ giả sự bệnh viện của mình là hai 2.5 của hãng dược phẩm hầu giang à, tức là hầu giang đó đế hạt rê của hầu giang đế hạt rê của hạng dược hầu giang đờ rất chi đặc biệt sở ra chưa ví không phải gọi video pro chứ rồi xong cô mới nói là tụi em đi từ hoạt chất nó ra rất là nhiều chế phẩm mình phải gõ bizo prolon nhé rồi vô gõ bizo prolon đi cái này tôi bắt đầu á bật slide lên được ha giờ mình sẽ bật slide xuống rồi giờ mình cũng ngáo thực hành hả online có, có thấy được uh, <laughs> em nhắn hỏi các bạn online xem uh, các em ấy có thấy được cái phân search Google không hả vừa thấy uh, chắc thấy chứ hả à mình sẽ thấy là chấm vn là của Việt Nam ấy ngoài ra tụi em còn có những trang web uh, của nước ngoài thì không nói nhưng mà đây là đây và đây là cơ sở dữ liệu các tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Như ừ. mình gõ. Hiện nay mình đang sợt này là sợt theo gì ạ? Tên thuốc. Đấy. Như vậy cái tên này là tên nằm ở trên nhà đó. Tên do nhà sản xuất đặt. nên em thấy này cái tên đây đây chính là tên do nhà sản xuất đặt và máy mạnh là tên cho nhà sản xuất đặt nó có cái tên hoạt chất ở trên cái tên luôn nên nó mới hiện ra và mỗi như vậy nó có cái số đăng ký nó có hàm lượng nó có dạng bầu chế và nó có cái gì đây à công ty sản xuất và nước vậy thì chưa giả sử như mình chọn chế phẩm hầu giá rồi hạt à, đâu rồi đây à? Đây. Trái là phải, phải là trái. Rồi đây bên này. Đây. Rồi như vậy bên ảnh vào đây. Đây. Và đây là cái tờ. Thế ông có con dấu đỏ luôn. À, dấu đỏ là chúng tôi có tính pháp lý đó đó. Phê duyệt ở trên bồ xuống. Và khi họ muốn lưu hành trên thị trường, họ phải nộp toàn bộ hồ sơ này cho cục quản lý dược rồi duyệt đã rồi họ mới đi in ảnh mình nhét vô trong từng cái cái bì thuốc như vậy thay vì mình lo mò mình xuống khoa dược mình xin thì giờ mình công minh chỉnh đài mình lên mình xem luôn Hả? À. giờ mình thử quay lại đó là tên thuốc giờ mình click qua tròn hoạt chất thì xem điều gì nó khác biệt hết hoạt chất có nghĩa là cứ trong cái thuốc đó dù tên nó là gì miễn hoạt chất của nó có bisoprolol thì nó sẽ sợt ra kết quả đó okay. còn nên là khi mà em sợt mà bằng hoạt chất á, thì nó ra nhiều nhiều thuốc hơn còn em mà sợt, sợt mà tên thuốc á, thì nó ít hơn bởi vì đâu có phải ai cũng đặt tên trong tên có cái, cái chữ hoạt chất đâu nên là khi em sợ hoạt chất á, thì nó kể cả này Cái tên nó không hề có cái chữ hoạt chất đó ở phía trong tên Nó vẫn ra luôn Và đây em hiểu ý cô không? Đấy. Nên là khi mình sợ hoạt chất thì mình sợ này Nó ra rất là nhiều Được rồi Nó cũng ra luôn à? Bisoprolol từ từ sao nó cũng ra luôn này nếu như tên thuốc thì ngay trong tên thuốc nào mới có Đây. còn hoạt chất thì kể cả trong tên thuốc không hề có chữ Bisoprolol, miễn là trong cái viên đó có hoạt chất Bisoprolol thì nó vẫn trả về kết quả đó là tiếng Việt còn dự thử, ấy mình chọn một cái thuốc mà nó nó là hàng ở nước ngoài và nào cho cô một cái biệt tên biệt dược thuộc đó sản xuất ở nước ngoài và nhập về Việt Nam để dùng ở Việt Nam thôi Tên gì một cái brand name nào đó Yeah. Có nghe một cái chế phẩm tên thương mại của nó còn nổi tiếng hơn tên hoạt chất này. Cái gì? Ô mang tin. Rồi, ok. Ô mang tin. Chắc là mình gọi chưa đúng chính tả lắm. Gọi ra Google thì có chính tả chính xác của nó là gì? không tên thuốc à sorry đó cô cô click nhầm cái là nó ra ấy. vì cô gọi chữ hoạt chất thì nó đâu có có hoạt chất ô mang tin vì ô mang tin chỉ là tên của thuốc mà tên của biệt dược mà rồi đây thấy chưa sai cái là nó đi để nấu hết cảm ơn em đã hỗ trợ đây ô mang tin và mình chọn chế phẩm của pháp đi đây cố đây pháp đây giả này còn có giả luôn này à, ai muốn kinh tế lúc này á có giả luôn rồi, và mình vào. Thì đây chính là cái tờ mà đây báo gọi của Pháp nó như thế nào. Và Pháp muốn dùng ở thị trường Việt Nam thì phải soạn riêng một cái tờ hướng dẫn sử dụng thuốc của ô mang tin nhưng mà cho thị trường Việt Nam. Và cô muốn hỏi tụi em là cái tờ này có giống đúc cái tờ mà họ in trong cái hộp ô băng tin của Pháp không? Theo tụi em Có giống không? Họ chỉ dịch chuyện ngữ thôi Hay là nó khác về mặt nội dung luôn Rồi ai nói là hai cái tờ này Tờ của Pháp băng tiếng Pháp dùng bên nước Pháp Và cái tờ mà dịch sang tiếng Việt dùng ở Việt Nam Giống đúc nhau Giơ tay coi okay. Rồi ai nói nó khác giơ tay coi okay. Ngay giờ luôn. Rồi ai nói, ai anh nói gì cả. Giơ tay cô okay. coi. Nó khác. có một bàn giơ tay là đúng á, nó khác. Bởi vì mùi ở tại mồi nước, họ muốn phê duyệt chỉ đến gì, họ lại phải gửi băng chứng lên cái cục ở cái nước đó phê duyệt. Và cục nước đó phê duyệt thế nào thì họ chỉ được dùng như thế đó thôi. Hả? Bởi vì nói chung mà sâu sắc ra thì dân dân số gọi là rén của bên đó vì rén ở bên mình nó khác ví dụ vậy môi trường sống bên đó nó khác môi trường sống bên mình nó khác nên có khi dùng thuốc bên đó hiệu quả bên mình hiệu quả dân người da trắng hiệu quả nhưng dân người da vàng không hiệu quả nguyên tắc là triệt lý là vậy nên nguyên tắc cái tờ này không dùng à. vậy em dùng thuốc ở Việt Nam mà dùng ô mang tin ở Việt Nam thì em phải dùng theo đúng tờ hướng dẫn tại Việt Nam pháp lý tờ này cao hơn tờ ô mang tin gốc ở bên pháp nữa Đây. rồi giờ câu hỏi tiệm sĩ nữa sâu hơn sĩ chứ muốn tra tờ hướng dẫn của thuốc ở Mỹ, thì tra nguồn nào của Mỹ. hoa kỳ á tờ rất gì Cùng bén hả chậm du cây hả à ad hả Bởi vì cái nguồn này nó rất là quan trọng nên cô sẽ giới thiệu luôn hả? Là của Mỹ. Hả? Giá này là giá uh, buôn uh, giá buôn lẻ, uh, giá kê khai. Hả? Còn giá mà mà thực sự tại bệnh viện thì nó sẽ dịch bao nhiêu phần trăm đó cũng theo quy định của pháp luật. Hả? Mỹ, nó rất là, cái tờ Việt Nam tụi em mới xem đó, nó nó hơi ngắn, đúng không? Em nhìn coi thử để bao nhiêu trang A4 nha. Tiểu thuộc này là U-măng tin là chỉ phòng của Pháp đó. Xem nó dài bao nhiêu trang này, 1 trang, 2 trang, 3 trang, 4 trang, 5 trang, 6 trang, 7 trang. 8 trang, 9 trang, 10 trang, 11 trang, 12 trang. Ồ nhiều hè. À? 12 13 trang. chế phẩm của Pháp này, Chị quay qua chế phẩm Việt Nam coi mấy trang hay. Lúc nãy cái video Prolon đi. Trang á. À. Tên thuốc uh... rồi. Hầu Giang. Ờ, không có uh, ca khìa ha? nhưng mà mình chỉ vào điểm số trang thôi mà một chưa chưa đây một trang à. hết rồi đó chương trình chưa bắt đầu đã kết thúc đó bizo đúng một trang nhá thuộc này thuộc tim mạch đó tim mạch thì cực kế cực kỳ khó đúng không ở việt một trang thôi đó Nên là mình nếu như mình gọi là tự hào với cái tờ này thôi thì rất nhiều cái thông tin mình còn thiếu ha. Vậy thì chưa mình thử qua Mỹ xem cái trang của cùng của pro Prolon họ viết bao nhiêu trang. Và ai biết trang tơ hướng dẫn của toàn bộ tơ hướng dẫn của Mỹ thì trang nguồn nào không? Rồi. Medcap đó, hả? Medcap nó không chính thống, không phải của FDA phê duyệt, không phải FDA lập nên cái trang đó nên vô đó mình mệt, mình biết có phải không? Có trang vừa rồi á, drugbank.vn là bộ y tế, như vậy chắc chắn cái gì trong đó cũng phải đúng hết á. Đúng rồi nhờ. cho bà này một trang vào tay. Ô, oh, Bà này biết là mình biết. Daily Med, quá giỏi. Rồi. Rồi, ê, cô có cái gì mà nó ra nữa đó? À, gõ tiếng Anh mà đi gõ tên Việt thì nó treo máy là, là máy. Rồi, Daily Mess. Rồi, đẹp không? Nếu chỉ cần một cái keyword thôi, đôi khi chỉ cần một keyword thôi là mình vào một cây ổ vàng bởi vì tỏ chứa toàn bộ thông tin ở trong đó giờ mình gọi video pro nhưng mà vào đây đừng có gọi là uh, hoạt huyết dưỡng nào nhá yeah. nhất nhất rồi đó Ui, vô đây gọi hoạt huyết dưỡng nào nhất nhất à, ví dụ vậy đây cơ sở của mì mà gọi tiếng việt treo máy video Rồi Và nó luôn đó. Ví dụ đây mình chọn chị phẩm của hàng ừ, hàng nào Hàng của mì à Hàng nào được hay Cứ cửa là hàng đầu tiên đi Rồi Đây là cái trang của nó Hả Đừng có thấy nó ngắn vậy mà khinh thường Chỉ là mình chưa biết click ở đâu thôi Giờ cái bàn là thử hỏi Cố hỏi xem bàn có biết không Tức là mình click ở đâu để ra cái tờ đó Đúng rồi, có bạn nói uh, vô nơi chủ Kéo mặt luôn Đây, download drug label Tên từng anh của nó là drug label Tơ hướng dẫn sử dụng thuốc Drug label Và có PDF Nó tải về Chúng ta mở ra Và bao nhiêu trang đó, 14 trang gấp 14 lần của Việt. Hả? Như vậy mình có 14 trang, đọc hết 14 trang này, ứng dụng cho bệnh nhân là tha hồ an toàn, hiệu quả và kinh tế rồi. Trong đây nhiều kiến thức hay lắm, bởi vì á, là rất là tất cả những kiến thức uh, từ nó viết rất là chi tiết ha. Huh? Trong này hầu như các cái đầu mục là chính trả lời câu hỏi lúc nãy của em đó Chỉ định gì, tương tác gì, ADR gì, bảo quản ra sao, giả thành thế nào Đầy đủ hết ha Chỉ có mình có biết dùng hay không thôi Cô sẽ kéo xuống và mình sẽ Tới cái phần rất là đặc biệt mà Việt Nam mình có Cái gì ta? Nó hơi ngoẹo cổ đâu. à cô nhìn bên này á, nhưng mày cũng cuốn, chỗ cuốn, cuốn. quá. bên này á, nó chỉ đề cái chỉ đồ á là là chỉ có bên này có thôi, bên này không có, hiểu không? chứ phải đâu phải cũng nhìn bên này đâu, bên này có. <laughs> cái kéo, tụi em kéo kéo đi là có cái phần uh, patient education. À đúng rồi Chính xác Tối ưu tối ưu Đúng rồi Cầm chuột Qua đây Rồi đến Trời ơi Rửa mấy hồi giờ cho mèo cổ Đi đâu rồi Này Rồi Đây kéo xuống Đây à, Đâu Administration Control F làm gì Đi đâu để coi à, 14 tráng làm á tức là trong tờ đây nó sẽ có hai hai uh, hai phần một phần cho nhân viên y tế đọc và một phần cho ai đọc ạ à? phần nhân đọc nó tách thành hai tờ đây là nhân viên y tế đọc này nên là rất là phức tạp khi nào đây vẫn là con nhân viên y tế đây 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 từ đây trở xuống là cho bệnh nhân đọc không được rồi ông để, coi. Phải không? để coi nào. thầy nó vẫn phức tạp quá à? bệnh nhân đọc phải dễ lắm nó là dạng câu hỏi đây chắc là chưa phải chưa phải từ từ hoặc vô lý hề cái nguyên tắc của bệnh nhân đọc là nó phải dạng câu hỏi cái này hả? Patient with nó no, không phải, cái này cũng phải họ supply. Rồi tìm có khi là cái cái tờ này nó không tích hợp để mình ra ngoài mình tự tìm cái có một cái tờ của patient không? Cái này vẫn là của toàn bộ này của bác sĩ đọc hết, có một cái của bệnh nhân đọc cơ. Đây à? Ở đây đây đây. Ok. You are... à đây. Thấy chưa? Mình viết từng Anh nó mình dùng từng Anh này. Coi câu đó. If you are customer and patient, hãy đọc cái tờ này này. Còn nhân viên y tế, vô đây đọc. Nhưng mà có những tờ á, là cô vô đây luôn là nó tích hợp cái tờ bệnh nhân ở trong này luôn. Kéo xuống phía cuối á, là cái tờ dành cho bệnh nhân. Nhưng mà ở đây riêng cái tờ này thì nó click vô đây. Uh... Và Rồi, rồi, và đây chính là cái tờ dành cho bệnh nhân đọc đó. Coi lại có phải không? Không, cái này vẫn là Ai? Có thử nào. Ừ. Rồi thì bệnh nhân ở đây. Còn thử nasium này hôm trước tìm nasium cái gì rồi á chết rồi anh nhầm cái gì rồi á chết chết chết, chết. Rồi. Được cái này siêu. Đúng chưa? Đây. tôi này chỉ là tôi bệnh nhân đọc này. Em thấy nó đơn giản không? Đây. Tức là nó phải có cái tờ mà dành cho bệnh nhân đọc đây Consumer oh, nào, tự. Consumer là dành cho người tiêu thụ Hả và nó viết rất là ngắn gọn thấy không dùng để làm gì chấm hai chấm các keyword vô cùng đơn giản dễ hiểu đó, ngắn gọn rõ ràng khi nào mà khó khó phức tạp thì hỏi là cứ hỏi bác sĩ đoàn để nào mà mắt bùi bụi là thôi cứ gặp cái gì đó bạn có nợ thì bạn gặp bác sĩ hỏi thêm thông tin thì gặp bác sĩ hợp dân sĩ hả? còn lại đa số nó viết rất là ngắn gọn dễ hiểu hả như vậy ở nước ngoài thì nó sẽ có hai tờ Một tờ dành cho bệnh nhân đọc và chỉ có bệnh nhân đọc Tờ nhân viên y tế thì nó dài, nó dài hơn, phức tạp hơn Còn Việt Nam mình thì là hai trong một Cái tờ nào bệnh nhân đọc Mà tờ là nhân viên của y tế cũng đọc Nên chính vì cái tờ đó nếu ghi quá phức tạp, quá chuyên sâu Bệnh nhân vô đọc thì họ sờ quá Mà họ bỏ uống thuốc luôn Mà ghi ít á, thì nhân viên y tế muốn chỉnh liều nguồn tra adr tra tương tác thuộc cũng có gì hết nên cuối cùng đó là lý do vì sao cái tơ của việt nam mình ưng ừ, ghi nhiều cũng được mà ghi ít cũng được còn ở việt nước ngoài thì nó phân thành hai tờ Hả? giờ có thể giờ tìm theo một nguồn nữa ý, vì cái nguồn nó hay lắm nếu như tụi em thử tra đi nó nhiều thông tin hay lắm giờ mình tìm ra nguồn của một nước nữa em đoán xem là nước nào Ngoài mì ra em muốn tra thêm của nước nào nữa? Đúng rồi. Được có nữ hoang là được nào? Ơn lần. Nhiều nữa có nữ hoang ấy. Đều vì cái nữ hoang mới... Rồi, tụi em gọi keyword này này, EMC, cái này slide có cái này update nên là cô không bỏ trong slide slide soạn cách đây hai ba năm rồi cô chưa có thời gian update lại nên cái nào bạn nào có ở đây thì bạn năm tham gia giảng thì biết mừng tất cả ba cái nguồn này cô không hề không hề bỏ trong slide trắc nghiệm vẫn có <laughs> hay rồi nè emc thì mình gọi thêm chữ drug nữa đi để cho nó biết là emc đây mình mới gọi drug thôi nó ra cái gì ạ à? database Gọi là cơ sở dữ liệu khổng lồ, hả? Về thuốc của ai ạ? À? của Jukei, của Nữ Hoàng Anh, hả? và EMC chính là về tắt của Electronic Medicine Compendium, tức là cơ sở dữ liệu các cái nguồn thông tin, các cái thuốc mà dễ dàng điện tử, hả? Rồi cái trang của họ đẹp không? đẹp hả? giờ mình search hả rồi bạn nào cho cô tên thuộc rồi thôi gọi này đi được ấy chứ thôi gọi tên khác nó lại rồi trong Nexium thì nhớ ở đây là nó có cái dạng bầu chế nhớ tra cho đúng dạng bầu chế hả rồi em thấy ở đây nó có hai mục thấy không như vậy em đoán xem à. tơ dựa cho ai đọc Bên nhân đọc nó từng ấn thì nó đặt tên là patient list còn tờ này cho ai đọc nhân viên y tế và nhân viên y tế thì bên này bệnh nhân đọc thì click vào đây Đấy, còn uh, thông tin sản phẩm của nhà sản xuất thì đọc vào đây trong cái này nó có đầy đủ hết giờ mọi người thử một xí từng ấn thế ít nhất là đọc được cái cái đề mục còn chi tiết thì tự đọc thêm thêm ạ cái này cái gì ạ tên của ai ai đặt nhà sản xuất đặt tên của nhà sản xuất đặt cho cái thuộc đó và tên là vô cùng dài ha cái cái gì ạ dịch tiếng anh coi mấy cái mấy cái keyword này là gọi là thiết yếu đúng rồi Ham lượng và hoạt chất đó tức là cấu tạo thành phần đó. composition là thành phần trong cái, cái viên đó có chứa cái hoạt chất gì đó và hàm lượng cái này gì ạ phóm đi là gì dạng gì dạng bào chế chính xác cái này cái gì cái này chỉ đình, giỏi ha chỉ indication về điều trị rồi chị định từ từ mà đọc rồi cái này cái gì liều, phương pháp gì? đường dùng, Có nhiều bàn dịch đó, phương pháp quản lý, administration là quản lý, trời ơi, à, liều dùng và phương pháp quản lý, đâu đường dùng của người ta mà, đường dùng ấy thuật ngữ y khoa dịch là đường dùng, rồi cái gì? trọng dị định. Rồi cái này Lưu ý chính xác Từ của Việt Nam rất là đơn giản Lưu ý hay là thần trọng Rồi cái này Tương tác thuốc Đoạn dài không? mảnh móng để mà vô đáy tra Rồi chi Ừ, Hai, bú với cái này ảnh hưởng đến sinh dục uống vô có hài không có khả năng mất khả năng sinh sản không hả? tiếp ừ. Bởi vì uống thuộc xong bệnh nhân vẫn phải đi làm việc Vậy có ảnh hưởng đến khả năng lái xe Và vận hình máy móc Chính xác Tác dụng dịch ra tương tư từ là không mong muốn hả? chính xác giỏi rồi dược gì đặc điểm dược lý rồi chứ thử gọi sâu hơn gì dược gì dược đồng quá xuất sắc dược dược lực ừ. rồi tiền lâm sàng an toàn rồi chứ hỏi này tiền lâm sàng nghĩa sao trên gì Trên thi nghiệp trên động vật chính xác tiền lâm sàng khi nào lâm sàng thì người mà pre có nghĩa là động vật hoặc là trên tế bào hoặc là trên các cái vật mô mô hình đó. rồi và dưới này thì Thân uh, thành phần các cái tả dược rồi này nọ hả số đăng ký rồi ngày phê duyệt rồi ngày giá hàn rồi chẳng hạn thuộc này con trên thị trường không đó là mình chỉ cần cái tiêu đề thôi còn mình ứng gạt câu hỏi về liều thì chạy xuống cái ô liều mà đóng giờ mình qua patient leaflet leaf. theo em nghĩ nhân viên y tế có nên đọc cái tờ patient leaflet leaf leaf không nên đọc không và vì sao câu này hỏi được hay chị hỏi bạn mà mà hơi buồn để cho tiền ngủ bạn nào không, không? coi cái uh, tờ hướng dẫn dành cho bệnh nhân à, để nói chung là mình coi để mình có thêm hiểu biết để mình biết được rằng là bệnh nhân đã có được cái kiến thức gì rồi mình lưu ý cho bệnh nhân là cái nào quan trọng để mình để bệnh nhân coi cho nó để mình rõ hơn về cái đơn thuốc đó hai rồi như vậy thứ nhất là mình coi ở trong này cả cái thông tin mà quan trọng mà nhà sản xuất muốn muốn bệnh nhân nắm và chắc chắn những thông tin mà đã đưa cho bệnh nhân thì thông tin nó cực kỳ quan trọng rất là thiệt yếu và nó ảnh hưởng đến an toàn hiệu quả của bệnh nhân nên tất cả những cái gì mà bên cái tờ của của bên nhân viên y tế ấy, nó rất là dài phức tạp khó hiểu đôi khi em chẳng nhớ nữa em qua em đọc cái chỗ bệnh nhân ấy em liệt kê cả keyword ở bên này thấy ngay cả bệnh nhân họ con cung cấp nữa huống chi mà nhân viên y tế mà con không biết thì cũng hơi bí nhục không? không nên thành ra là mình phải có một số cái đọc cái này thì mình sẽ hiểu cái gì là cực kỳ quan trọng thiết yếu cho bệnh nhân này để khi mình kê đơn mình tư vấn cho bệnh nhân bằng lời nữa cái thứ hai nữa tờ này cũng rất hay ở chỗ là em sẽ tham khảo cái này để dùng ngôn ngữ dùng cái từ cho nó phù hợp với bệnh nhân bởi vì nguyên tắc các tụi em học y nhiều quá 6 năm lần Suốt ngày đọc từ chuyên môn thôi Nên cuối cùng khi mà em mở miệng cái đó, Em nói toàn thuật ngữ chuyên môn thôi Và em nói trong thuật từ chuyên môn Xong em nói xong bệnh nhân cứ mở tròn mắt Vẫn hiểu em nói cái gì Còn ở đấy là họ có một đội ngũ chuyên gia rồi Họ ngồi họ, họ viết Và họ chỉ chọn những cái từ Ví dụ như là cái từ mà uh, ở Đây Ví dụ như họ từ những cái từ của họ này heartburn những cái từ rất là thông dụng nồng nóng bỏng bỏng ở nơi cái chỗ ở trái tim những cái từ này nó rất là là thông dụng để cho bệnh nhân hiểu được và đây là cái cách để mà bác sĩ đổi cái ngôn ngữ khi mình nói chuyện với bác sĩ về bác sĩ thì mình sẽ dùng thuật ngữ y khoa nhưng mình nói về bệnh nhân thì mình sẽ chọn các cái từ dễ hiểu ha giờ mình còn 20 phút nữa Vậy thì cô sẽ quay lại cái hướng dẫn học tập. Trở lai số 2. Rồi. Quản cô. Ở uh, đề Thông lên số 1, số 2 Lúc này uh, cái bàn mở cho cô chưa? Số 2, Thôi gửi đây được hay cho nó nhân Như vậy bài thứ hai này là sẽ coi thử câu hỏi thông tin thuốc nó thường là các loại câu hỏi gì và chiến lược ra sao Hả huh? Ngoài cái tra ba cái nguồn liên quan đến tờ hướng dẫn sử dụng thuốc, trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc có tất cả các cái, cái loại câu hỏi trả lời được tất cả các loại câu hỏi. Ngoài ra dược thư Việt Nam. Còn giờ bắt đầu các quyển sách hơi chuyên sâu cho từng lĩnh vực. Ví dụ trộn hai thuốc tiêm tĩnh mạch với nhau có tương hợp với nhau không? Thường ví dụ như mình truyền kháng sinh A, amica amikacin truyền thêm cái septiazone nữa. Và mình truyền hai thuốc đó quá chạc chữ y. Chung với nhau được hay không? Thì mình sẽ có cái cuốn sách Ebook chuyên về IV medication. Đây là thuốc tra cứu số 1 ở Mỹ về thuốc IV. Và trong sách này thì nó có từng cái thuốc một và riêng về cái tương hợp tương kỳ á, thì nó viết rất là dài. Và ở đây cô chỉ nói cái nguyên tắc ra cửu thôi. Từ này là tương hợp hay là tương kỳ? Tương hợp, đúng rồi. Còn thêm chữ in ở trước này, y m, y n trước này mới là tương kỳ. Còn đây là tương hợp. Tương hợp thì là trồn được hay là không trồn được? Trồn được. Vậy thì dữ liệu ở đây là dữ liệu tròn được Nên câu ở đây họ nói này Xem xét rằng bất kỳ thuộc nào mà không liệt kê ở phía dưới Thì không liệt kê phía dưới Nhưng thuộc nào mà liệt kê phía dưới thì coi như tương hợp Còn thuộc nào mà không liệt kê phía dưới thì coi như là tương kỳ Như vậy ví dụ như ở đây additive và acid ai có biết hai cái từ này khác nhau thế nào không Cùng là trộn hai thuốc ví dụ như trộn metop, metoclopramid cộng với kali dung dịch kali nhưng mà additive á, thì trộn được còn acid thì lại là chỉ có cipro mới được additive có nghĩa là thêm vào như vậy hai thuốc trồn lại với nhau vào trong cùng một chai Thì gọi là additive Trồn với nhau nằm trong cùng một chai Còn axit thì nghĩa sao ạ? Chạc chữ Y Và một thuốc nằm ở một đầu của chữ Y Chai bên này lủng lẳng bên này Chai bên này lủng lẳng bên này Và hai chai gặp nhau ở cái chạc chữ Y ở phía dưới này Thế. như vậy nếu như mà truyền chạc chữ Y thì một chai Cipro vẫn được và chai kia truyền kali cũng được. Còn cái additive này có nghĩa là kali này trộn với methylchloride nằm trong cung một trái luôn và truyền luôn. Thì là là được. và tương tự ha. Và nhớ này có đây từng cái loài muối nó sẽ khác nhau. Nếu như kali acetate thì đặc điểm nó sẽ như thế này. Mà nếu như chỉ phẩm của em là kali chloride thì nó có thể trộn chung với additive với tất cả các thuốc này đó là cái nguyên tắc cái cô sẽ nói về cái nguyên tắc tra cứu thôi còn lại tùy từng thuốc thì nó sẽ ra dữ liệu cách khác là tụi em gõ stabilis lúc nãy á đây là cơ sở dữ liệu của nước pháp sau đó cô cùng với bốn năm người là cùng dịch ra từng việt nên là nếu ai mà muốn hâm mộ cô thì vào nó cái chỗ tác giả có hình ảnh về người dịch đồ luồng. ha còn về cái sử dụng á thì tụi em chỉ cần gõ Uh, tìm kiếm tương kỳ hoặc là danh sách tương kỳ và tụi em muốn giờ tròn luôn ạ tụi em còn 15 phút nữa không biết thôi cô hướng dẫn được cái tụi em về tự làm hả tụi em gõ gọi... không riêng cái này tụi em gõ đi ạ stability tụi em dùng smartphone đi ạ cái này phần mềm nên là dùng được luôn smartphone em gõ stability.org stability nó là việc tắt của thì tức là ổn định stability.org rồi sau đó vào cái bên cạnh có cái lá cờ, á mình chọn cái lá cờ tiếng việt là lá cơ tiếng đây lá cơ anh thì em em có cái mũi tên đi xuống nhỏ nhỏ á rồi bên chọn lá cờ việt nam có bạn để chọn lá cơ pháp giỏi chưa rồi đúng rồi Sau đó em sẽ chọn Chọn Tim uh, Chọn bàn trá tương kỳ đi Cho nó đẹp Bàn trá tương kỳ Rồi Bà gõ nơi chỗ Bàn trá cựu tương kỳ Đây bàn tương thích Bàn tương thích Rồi được chưa Bàn tương thích chưa gọi tiếng Việt chưa? Rồi, bảng tương thích từ trên xuống dưới là ô thứ uh, 1, 2, 3, 4, 5 5, bảng thương thích Rồi, click vào đó đi Rồi, sau đó em chọn cái chỗ cái ô mà nhập tên thuốc á chỗ chọn một chế phẩm gì đấy Chọn một chế phẩm gì đấy Đây, các em click vào cái chỗ này này chọn một chi đây đây này và tụi em mà gõ bất kỳ tên thuốc nào tụi em mong muốn ví dụ như em muốn truyền amikacin amikacin thì em gọi chữ a cái thì nó sẽ xuất hiện cả cái thuốc lên và em chọn amikacin thao tác điện thoại nó hơi nhỏ nhỏ ấy nhưng mà em gõ gọi... a ah, cái okay. amikacin cái thì nó hiện ra cái amikacin thì em click vào một hoạt chất sau đó em ảnh cái dấu cộng ở đây này Thì nó sẽ lưu xuống phía dưới Lưu chưa? Rồi, Chưa mình trả tiếp với xét Như bệnh nhân này bị nhiễm khuẩn Cả gram ấm, cả gram dương Nên mình vừa dùng amikacin. đường tiêm mình vừa dùng septriazone đường tiêm và mình muốn xem coi truyền qua chạc chữ y đồ được không rồi và bên ảnh lưu xuống dưới và có hai tên thuộc nằm ở dưới sau đó mới đánh chữ duyệt Cep triazone ha C E F T A X O N E được không rồi để coi nào dính sách tổng tắt à em trả bảng tương hợp chứ tìm kiếm bảng rồi đêm nhiều Quay quay lại chị này. gì xem chị gió ngang Rang rang. đang đang Nó đang ngang về phải không? Đây, rồi tôi có làm cho nhân này. Mọi người về nhà dùng máy tính á nó dễ hơn. Nhưng mà vô thấy chứ, Stabilis này là cơ này. Việt Nam này. Rồi bạn tướng thích ICID này. Chứ có mình muốn coi thử tra amikacin với với ceftriaxone có thể truyền qua chạc chữ ý cùng một lúc được không? Thì mình gõ amikacin. Đấy, amikacin này trừ phạt này. Nhất vào yêu cộng, lưu xuống phía dưới. Rồi, sắp chia zone. Cái okay, này kéo lên đi, sắp chia zone. Đâu rồi, đây. Muối natri đi. Oh, sorry. Sorry, sorry. Swap Zone. dưới cùng thứ hai rồi đây rồi lưu rồi duyệt đời sĩ rồi màu đỏ em đọc chủ thích ở dưới này này là màu đỏ nghĩa là sao ạ không có truyền được Đấy, hai thuộc này tương trưng kỳ với nhau và mình không nên truyền qua axit bởi vì nó xuất hiện màu đỏ đây giống thuộc này về dụ này thì màu đỏ và màu đỏ ở dưới này là nó ghi là phòng to ở dưới này nó chủ thích để dưới này là màu đỏ đó. tương kỳ đúng không có ai đọc được chỗ này? Ui trời, mờ quá nói chung là về dùng máy tính đi hả nhưng màu đỏ thì là không được Ngoài ra ai muốn dùng cái này sâu sắc hơn thì gõ lên Google á, cách dùng cơ sở dữ liệu Stabilis thì cô có viết một bài luôn hướng dẫn tất cả chức năng của cái cái nguồn này ha. Giờ mình quay lại. Như vậy Stabilis xong rồi ha. Hey. Còn bình thường là nó màu xanh đây này. Nếu hoa bình là nó đây này, hey. Là truyền được IC qua IC chung với nhau. Giờ mình thử trang nguồn khác. Đúng rồi bị độc chất bây giờ mình muốn tra thuốc này coi thuốc này là thuộc gì tụi em gõ pill identifier lên coi google search đi coi thử cái thuốc mà có cái hình ảnh như thế này thì là thuốc gì Nên như có kết quả luôn rồi hả rồi cho cái câu này này ở đâu đây tức là trường hợp này là bệnh nhân vào bị ngộ độc và bệnh nhân không hề biết à, dùng thuốc gì cả và em phải từ dựa vào hình dạng, màu sắc, kỹ hiệu của viên thuốc và sợt. Rồi, gõ Pew Identifier. Còn 10 phút nữa. Pew Identifier. Lấy cái cá đó luôn được. Ví dụ mình thử sợt lại cái viên này, coi thử nó ra là thuốc gì. Pew Identifier của... Uh, com mình gõ com view identifier thì trong đó là cơ sở dữ liệu về hình dạng màu sắc và kỹ hiệu của viên thuốc rồi mình gõ rồi mình accept agree agree and confirm rồi chứ mình trả chữ mình, mình gõ cái cái thuốc ở trên mặt luôn là màu trắng hình tròn và cái chữ ở trên viên là s g s p năm năm thế nó sẽ bảo về là, là sợt được ra kết quả là thuộc gì tất nhiên là có lô đáp án rồi hả rồi hình tròn rau và sờ kéo xuống. đó đó chính là digoxin như vậy bệnh nhân này à uống cái viên này là ngộ độc digoxin dù bệnh nhân không có đưa hộp cho mình không có đưa uh, vị cho mình nhiều bệnh nhân ngộ độc là họ đâu cô tiệt lồ đâu hả rồi như con những cái thông tin liên quan đến chuyên sâu như phụ nữ có thai và cho con bố thì có những sách chuyên sâu về phụ nữ có thai và cho con bố rồi tụi em có hay dùng các cái phần mềm tính toán trong y khoa mà điện tử không có đúng không hay dùng nguồn gì rồi, oh, 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 ok, rồi tụi mình có biết rồi phải không? Như vậy nôm na thì nó có rất là nhiều uh, Em muốn tính toán y khoa Thì em hay gọi tư can cứu lấy tờ Tức là tính toán thì nó ra rất là nhiều phần mềm Và tụi em chỉ cần nhập các thông số vào Thì nó sẽ ra cả cái biến Thế. Rồi, ADR Trong ADR, giờ tụi em Cần uh, slide gần cuối rồi đó, đó tụi em thử gõ cần giác dược org coi thử nguồn nó nó có chi trên này. cần giác dược mình dùng sẵn những cái nguồn mà mình đáng có thôi là cũng thá hồ mà mà học mà 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 cải thiện an toàn rồi thấy không mấn móng sống nước trong luôn và đây là trang của trung tâm cần giác dược và thông tin thuộc của Việt Nam đặt trụ sở tại Hà Nội. Rất nhiều thông tin up đây về uh, thuộc đó hiện nay rút khỏi thị trường vì cái gì cái gì cái gì Hả? an toàn cái gì mà em coi cái bài mới nhất trên trang đó là về chủ đề gì và đăng về cái gì về cái gì ạ dược hội nghị hội nghị là một chuyện mình họ mới đọc chuyên môn trước để coi đó, mấy cái chỗ chuyên môn này, ví dụ đây, cái bàn chánh đó, em coi thử là cái ngày cuối cùng nó đăng bài đó là ngày nào? Ngày cuối cùng là ngày 8 tháng 10, 2022. Mùng 8 tháng 10, năm 2022. thấy không? Up đấy không? Ngày là ngày 11, mà mùng 8, cách đây 3 ngày họ đã đăng bài mới rồi. Và trung trên này hả toàn dịch từ nước ngoài sang từng Việt thôi. Toàn là Australia, Mỹ, Úc, New Zealand. Đọc đi, ha. tụi em đọc là thầy toàn nước ngoài hết. Và họ có một đội ngũ chuyên gia suốt ngày đi dịch tài liệu nước ngoài để mà update cho nhân viên y tế ở Việt Nam. Và họ được trả lương để làm điều đó. Chỉ quan trọng là mình có vô đó đọc hay không. Rồi, về hướng dẫn học tập nữa là coi cái gì nữa thêm một cái nữa liên quan đến câu hỏi câu hỏi lúc này mà mình liệt cái đầy bảng ở bên kia là đa hộ là câu hỏi định tính có nghĩa là hỏi liệu bao nhiêu Dạ thế nào hỏi rất là là là, là, là đơn giản ấy còn câu hỏi khó nhất là câu hỏi định lượng toàn đi cho cô hai phút im lặng vì nó bắt đầu quan trọng câu hỏi định lượng là câu hỏi khi mà mình muốn so sánh hai hay nhiều cái khác nhau xem cái nào hơn và thua như vậy so sánh bắt đầu so sánh là phức tạp đây và ở đây em sẽ thấy so sánh nó có rất là nhiều dạng so sánh đặc biệt là ý của em ạ cái này chắc slide thì tụi em sẽ có slide nó to ra ví dụ em sẽ so sánh xem là yếu tố nguy cơ nào là Yếu tố nguy cơ nào là góp phần gây tiến triển bệnh đỏ nhiều hơn? Ví dụ như hút thuốc hay không hút thuốc thì nó sẽ gây uh, ung thư phổi chẳng hạn. Đó là câu hỏi về yếu tố nguy cơ. Sau đó hỏi về gì đó? Chẩn đoán. dùng phương pháp thủ thuật nào? Ví dụ như uh, nồi soi hay là chụp X quang thì sẽ chẩn đoán cái bệnh đỏ chính xác hơn. Đó là câu hỏi so sánh. Qua về, về điều trị thì bắt đầu thuộc A hay là thuộc B thì hiệu quả an toàn kinh tế hơn. Về phong bẩn thì tương tự như vậy. Liệu à, uh, liều rửa tay bằng sát khuẩn thì có diệt được so với rửa tay bằng xà phòng thì nó có phòng Covid giống nhau hay không? À, và tương tương trưng cho tiên lượng. Vậy thì để mà tìm câu hỏi đó thì mình thử đây là các cái ví dụ minh hòa hay Giờ bình thử Câu hỏi về so sánh là khó nhất Và trong câu hỏi so sánh thường Nó sẽ có cấu trúc là Pico Ở đâu hả? Pico đâu rồi? Đây Câu hỏi định lượng Và thường hỏi chuyện hỏi phức tạp ra sao Cũng luôn luôn quy về Pico được Và nhớ đoạn định lượng giá này Mà quan trọng Mà cái cũng thiệt yếu cho tụi em trong tương lai nữa Pico việc tắt của cái gì? Đấy. P là patient hoặc population tức là em muốn định lượng nhưng mà định lượng trên đối tượng bệnh nhân nào, Đấy, bệnh nhân quân thể nào, y là intervention, cái mà em muốn hỏi á, muốn so sánh á là cái gì và cái được đem đi so sánh là cái gì? Như một bên là can thiệp vào cái để làm đối chứng, để so sánh đối chứng. Ví dụ thuốc A, ví dụ thuốc mới là một cái thuốc Ừ, thuộc trọng uh, đông thế hệ mới ví dụ Dabigatran em muốn so sánh với cái thuộc cụ là Warfarin kinh điển như vậy Warfarin là là so sánh còn cái thuộc mới chỉ là intervention tức là Dabigatran ba chẳng hạn áo không kết quả là phong được đột quỵ và biến chứng chảy máu như vậy áo không là cái gì và cuối cùng T là em muốn đánh giá trong bao lâu Ví dụ như dùng thuộc đó nhưng mà 6 tháng thuộc A và 6 tháng thuộc B lúc đó mới lường giá như vậy khoảng thời gian theo dõi định giá. Vậy thì chúng mình sẽ quay lại cái PubMed Ví dụ giờ mình hỏi một câu hỏi rất là huynh ha là đa bi ga trăng Còn với farin thuộc nào hiệu quả để điều trị cho rung nhị mà phong được đột quỵ trong thời gian một năm hay hay ha? rồi bắt đầu chứ mình lôi pico ra để mình nhập vào đây p dùng trên bệnh nhân gì đang mới rung nhị đó tự nhiên có suy tim bệnh nhân gì rung nhị tất nhiên mình thể gọi cho rung nhị vô đây mà nó treo máy ha rung nhị là tư gì ạ à? ờ uh, ác gì ri ri cũng quên rồi chỉ mà tí ô á ở phơ lý phơ lấy sân gì đó phải không cứ gọi đài nó 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 xảy ra đấy ờ, uh, có không ờ uh, thôi em lên đây đi <laughs> không gọi lại chập lại cái từ cái từ này việt lại chữ a đọc lại coi nào, a gì A T hiểu hiểu em 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 lên đây ngờ ngỏ luôn đi cô quá là mỏi cổ luôn á chiều affiliation gì đông biệt rồi. Đúng rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đúng rồi đúng rồi rồi lấy cái gợi ý của nó luôn rồi đúng rồi như vậy p là xong rồi nè có đừng 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 đó đó chưa xong pico mà lên lên nào lên nào, lên nào, nào. rồi p rồi xong rồi không đối tượng bệnh nhân là rung nhỉ y y là gì chưa mình muốn so sánh đa bi trăng, trăng. hoạt chất đó đa là đưa đa rồi rồi bi trăng đó như vậy đó chính là gì ạ à? p y y là intervention mình so sánh với nhóm chân là gì ạ? À? Warfarin. Rồi gọi Warfarin. R I N. Rồi cứ enter đi để coi thử nó nó ra cái gì. Chữ Warfarin bị thiếu R. Bỏ thêm chữ chữ R nữa. Rồi đẹp. Như vậy mới chữ P I C O phong cái gì? Lúc này đó stroke như vậy phong đột quỵ gọi chữ stroke. Stroke đột quỵ em. À. Rồi Rồi Có cái chuyện một năm thì thôi Cái chuyện Để ưng thì gọi một năm luôn One year <laughs> Nhưng mà thường cái tham đó là Mình không nên gõ vào Bởi vì mình quá chi tiết như vậy Đôi khi nó hơi anh ngày. Đây coi thử gọt có treo máy không Gọi đi Đó Thế gọt một năm Cái đó ra 161 Kết quả thôi thì nó hơi Nó hơi này nọ Thôi mình xóa một năm đi Rồi ấn thay vì một năm mình ghi chữ long thơm rồi rồi chẳng hạn thì mình ghi một năm nó hơi rồi như vậy mình thấy 1516 kết quả đọc không hết giờ mình filter em đứng đó luôn <laughs> cảm ơn em em chịu khổ gì em kéo xuống gì rồi Giờ mình sẽ chọn là uh, có free full text để mình đọc được cả cái bài toàn văn như vậy em click vào free full text rồi, kéo xuống tiếp, mình còn được 61 bài đờ đờ rồi đó. đó còn 600 bài, kéo xuống tiếp. Mình đọc Meta-analysis thôi, bởi vì trừ mình không có thời gian, à, còn 35. À, kéo xuống tiếp, xin nào. cho thêm cái review nữa em, review về Systematic luôn. Mấy cái bài này toàn là bài hay. đó, Kéo xuống Systematic review em cho vô luôn. Rồi, là được, còn 200 bài. Rồi, vẫn còn nhiều, kéo xuống, kéo xuống tiếp. Chứ mình chọn 5 năm trở lại đấy rồi, coi thử Ui, còn 63 thôi Tôi chỉ chọn 1 năm, 1 năm trở lại đấy thôi, coi còn bao nhiêu mà <laughs> 1 năm, 1 năm Có trên em đấy Đó Ui, còn 9 bài Đó, rồi 9 bài mình đọc đấy Và như tưởng tượng này, mình vô bài đầu tiên luôn Thấy chưa? Đánh giá chi phí và kết và hiệu quả Thấy không? Hiệu quả và chi phí của một cái thuộc mới để phong đột quỵ trên bệnh nhân rung nhì mà còn ở kỳ nước ờ, chứ thu nhập thấp và thu nhập trung bình chính là Việt Nam luôn. Ui trời ơi, đây là bài bảo chính là là áp dụng cho Việt Nam luôn. Rồi còn system review nữa, đừng đó, đừng đâu. Cả xưa. Rồi, để phân tích cái bài này, mình đầu tiên là khoan đọc đà, đừng có chửi hủi vô đọc, mình phải coi nó tin cây không mình mới đọc chá. chứ. Thì mình đọc cái gì? Kéo lên xị. Si. lên xị si nữa. Đầu tiên mình phải coi năm cập nhật của nó. Năm ấy. 2022 vô cùng cập nhật rồi về mặt thời gian bảo đảm. À, cái thứ hai cái tạp chí này là ở Islam là ở hồi giáo. À, ok. Lát nữa mình sẽ coi tra coi thử cái tạp chí nào uy tín không hết. À, lát nữa có thể nào uy tín hay không? Nhưng mà dù đăng á, là đăng ở trên PubMed là cũng phải vượt qua rất nhiều hàng rào bảo mật rồi, hàng vào cũng phải hàng rào bảo mật, hàng rau uy tín rồi. Tiếp theo nữa, em gọi nó chỗ affiliation expand Affiliation expand gõ vô xem là họ mấy cái tác giả này họ công tác ở đâu. Đây này này. Này. Tổng expand tăng cường ra. Rồi, wow, cái profile của họ. Họ làm ở trường mô, viên mô, nước mô ấy được không? Được nào đây nè. Iran. Rồi, có đại học. Y dược y dược hết mà cùng một trường luôn à? Ui, cùng một trường thì nó cũng hơi chưa được pro hết. Nhiều trường rồi nó nó hay hơn. Nhưng mà thôi ok, cũng là trường đại học chứ không phải là của công ty dược. Đấy. Rồi, kéo xuống. Rồi, và sau đó bắt đầu mình đọc vào background method results và conclusion mình coi vào cái cái background này trong cái phần background cả cái đoạn dài như vậy nhưng mình chỉ đọc một câu thôi câu nào phần thứ tư background mà Đây cái chỗ mà research asset tức là mục tiêu nghiên cứu á đoạn này thôi cô 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 nở chưa và tôi đoạn này này background là bối cảnh bối cảnh việt bối cảnh hàng nghìn trang cũng được ấy kể lệ mà nhưng mình chỉ đọc câu cuối cùng của background đó là nghiên cứu này làm cái gì mục tiêu làm cái gì như mục tiêu là đánh giá đó hiệu quả này nó của cái thuộc mới so với thuộc cũ trên phòng đột quỵ trên bệnh nhân rung nhị ở nước thu nhập thấp và trung bình mục tiêu nghiên cứu sau đó mình phải có cái phương pháp nghiên cứu của nó ổn không thì phương pháp là họ là tổng quan hệ thống và họ tra dữ liệu từ cái cái đời 20 năm trở lại đây và họ tìm các cái nghiên cứu bảo đảm tiêu chuẩn và kết quả này kết quả họ tìm được mấy nghiên cứu được bao nhiêu nghiên cứu xích tin họ tìm họ tìm mấn mông luôn ấy nhưng cuối cùng có ra được 16 nghiên cứu thôi. thỏa mãn tiêu chuẩn. Và cuối cùng. Họ ra kết quả. Và họ conclusion. Và mình đọc cái conclusion. Để mình áp dụng. Còn bạn nào mà muốn sâu sắc hơn. Thì mình vào đâu ạ? À? Full text. Vì lúc này mình đã lọc là có bài full text. Và vào full text thì đọc thả hồ mà mình mong sông nước ấy dài luôn, quá luộc quá trời luôn, bạn biểu chi tiết là có hết. Ha. À. Như vậy nhớ là pico là một công cụ nó rất là quan trọng, một cái thuật ngữ nó rất là quan trọng để tụi em tìm keyword thích hợp để bỏ vào ô search để search cho nó hiệu quả đấy Dùng pico và dùng bộ lọc đấy. rồi sau đó tùy mục tiêu của mình mình muốn đọc nóng sâu thế nào thì mình sẽ đi đọc tiếp đấy giờ giờ cô bị quá giờ rơi và dùng chúng ta cũng đã Xong cái phần uh, phần học như vậy nôm na tóm lại của bài hôm nay á là thứ nhất vì sao phải có kỹ năng thông tin thuộc à, cái thứ hai là các tiêu chí để đánh giá một nguồn thông tin quan trọng tin cậy à, uh, các cái bài báo mức độ chứng cứ từ thấp đến cao cái gì thấp cái gì cao cái tháng mà, mà bằng chứng á trắc nghiệm trong đó rất là nhiều à. rồi um, một số nguồn thông tin chuyên biệt ví dụ cô sẽ ra trắc nghiệm là nguồn tra tương kỳ tương hợp thì trá nguồn nào đó ví dụ vậy rồi uh, uh, tương tác thuốc thì trang nguồn nào ví dụ vậy rồi an toàn thuốc thì trang nguồn nào Cảnh giác dược trong đó nó nói chủ điệu về cái gì Ví dụ vậy Rồi câu hỏi định lượng Pico thì nó như thế nào chẳng hạn Tức là gần như là các cái gì mà Tụi em thiết yếu để tụi em hân nghe á Thì cô mới hỏi Còn không hỏi một cách lý thuyết Như vậy hôm nay mình kết thúc ở đây Và cô xin lỗi là mình đã trễ 10 phút và Cảm ơn tụi em đã tham gia buổi học